Giải bóng đá thanh niên công nhân Cúp Red Bull 2023 khu vực Trung Du Bắc Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc đã thành công với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ các tỉnh Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Bắc Giang và chủ nhà Bắc Ninh. Các đội thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, để chọn ra đội vô địch sẽ tham gia vào vòng chung kết tại Hà Nội vào tháng 11 năm 2023. FCC Flash đã xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ FC Vinamilk Tiên Sơn trong trận chung kết để đăng quang. Câu lạc bộ FC Goatech giành được huy chương đồng. Đội C-Flex đã trở thành nhà vô địch tại giải đấu đầy kịch tính này. Nguyễn Bá Phúc, thành viên đội C-Flex, rất phấn khởi sau lễ đăng quang và chia sẻ cảm xúc. Tôi cảm thấy rất vui khi chứng kiến đội C-Flex giành chiến thắng. Trận chung kết hôm nay đem lại nhiều cảm xúc khi đội mình chiến thắng. Giải đấu này không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là dịp để anh em ngoài công việc cùng nhau giao lưu, gắn kết thêm tình đoàn kết. Tôi mong rằng sẽ có nhiều giải đấu thể thao như thế này được tổ chức nhiều hơn để anh em thanh niên công nhân có cơ hội thể hiện đam mê bóng đá. Giải bóng đá thanh niên công nhân Cúp Red Bull đã làm nổi bật cam kết của công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull trong việc lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực bóng đá môn thể thao vua trong trái tim của hàng triệu người Việt. Qua giải đấu này, công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull mong muốn tiếp lửa cho tình yêu và niềm đam mê bóng đá trong đội ngũ công nhân trẻ, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích để rèn luyện thể chất và tăng cường sự kết nối, giao lưu bè bạn. Ngoài sân chơi bóng đá sôi nổi, Ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực tại khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc diễn ra tại Bắc Ninh từ ngày 29-30/7 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Anh Nguyễn Thành Dân, đại diện từ công ty cổ phần In Việt Hàn, đã tham gia chương trình tìm kiếm tài năng với nội dung hát quan họ Bắc Ninh. Anh chia sẻ, khi nhận được thể lệ chương trình, tôi mạnh dạn đăng ký tham gia. Là một người con của quê hương Bắc Ninh và lớn lên tại đây, nơi có rất nhiều làn quan họ cổ. Mình được thừa hưởng rất nhiều từ các thế hệ đi trước, đã truyền cho mình đam mê. Bản thân tôi muốn lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, nhất là dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hy vọng tiết mục của tôi giúp khán giả nghe quan họ thấy hay và yêu quan họ nhiều hơn. Anh Nguyễn Thành Dân thường chỉ tập luyện buổi tối sau khi hoàn thành công việc tại công ty. Anh cảm thấy chương trình Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực rất vui và ý nghĩa. Chương trình này mang ý nghĩa đặc biệt cho các bạn công nhân tham gia và góp phần lan tỏa năng lượng tích cực đến nhiều thanh niên khác. Nhiều hoạt động ý nghĩa như gian hàng giảm giá, quy đổi quà, thăm khám sức khỏe đã thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh niên. Các bạn được tạo điều kiện tham gia khám sức khỏe miễn phí đến từ 100 y bác sĩ thuộc Hội Thầy Thuốc Trẻ. Điều này thật sự là một việc hỗ trợ đáng khen ngợi cho những thanh niên bận rộn và ít thời gian để kiểm tra sức khỏe của mình. Ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực tại khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc diễn ra tại Bắc Ninh từ ngày 29-30/7 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đây là dịp để các thanh niên công nhân có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tận hưởng không khí vui tươi, sôi động của ngày hội. Chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên công nhân, giúp họ giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Ngoài ra, ngày hội cũng nhấn mạnh tới giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt là dân ca quan họ Bắc Ninh, một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Nhìn thấy tình cảm yêu thương và sự đoàn kết trong cuộc thi tìm kiếm tài năng, anh Nguyễn Thành Dân cảm thấy rất tự hào khi góp phần giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đặc biệt này đến đông đảo khán giả.